Chào các bạn và anh em đã đến kênh YouTube Tăng Duy Quang ha. Kênh em là chuyên thanh lý mua bán, trao đổi tất cả thiết bị âm thanh, nhà sống, dàn kẹo kéo ha. Hôm nay cũng là ngày 25 Tết rồi. Chúc tất cả các anh em đã xem kênh video của Tăng và Vinh ha, một mùa xuân tràn đầy hạnh phúc, vui vẻ bên gia đình ha. Thì bên shipper thì tạm ngưng là họ không có gửi hàng nữa anh em ha. Họ không có gửi hàng, không nhận hàng nữa. Thì bên em chỉ còn gáp và nhạc thôi. Và tất cả món hàng muốn đổi, muốn trao đổi tất cả thiết bị thì mình qua khoảng mùng 6 Tết nha, em khai trương lại thì mình sẽ đổi hàng, bán hàng lại với anh em ha. Thì bây giờ là em chỉ còn là gáp da và nhạc và giao và nhạc ở khu vực miền Tây thành phố Hồ Chí Minh rồi ha. Thì em có gáp và nhạc thì và em vẫn còn thâu và nhạc bình thường nha anh em ha. Ngày nào em vẫn thu hết, anh em có và nhạc bán thì cứ alo giùm em nha. Thì em vừa thâu về được hai cái và nhạc thì em đã gả men ra rồi, còn một cái và nhạc này thì còn thành phẩm nè. Một cặp súp 50, một cặp full đơn 40. Thì cái dàn này thì anh em có thể đánh được tầm khoảng cái Tết này là mình lấy vốn rồi anh em ha. Một cái Tết này là anh em có thể lấy vốn lại luôn. Là một cái dàn nhạc này em đang bán với giá là 18 triệu đồng ha, 18 triệu đồng. Một cái dàn nhạc, một cặp súp 50, một cặp full đơn 40, là cặp này là hình như là khách báo là Thái anh em ha. Bát Thái, chép là chép 750. Vỏ 40 đơn ha. Vỏ súp thì còn rất là đẹp, về em chưa vệ sinh lại còn rất đẹp nha. Vỏ nó còn rất đẹp nha anh em ha. Đó, còn cái tủ máy. Cái tủ máy thì đây. Có tủ máy mới luôn nha anh em ha. Đó, anh em cũng muốn lấy tủ máy thì cứ alo em nha. Gồm một con MFX. Đó, MFX thì nó hơi xấu xấu này, em sẽ dán keo rồi vệ sinh là hết nha. Tủ máy này khách đang đi show nè. Đó, một con MFX 12 lai ha. Một con quản lý nguồn DBX. Một cây Miro Sure UR925 mã, tay còn rất đẹp nha. Tủ máy này thì anh em mua thì bán luôn ha, khách chưa sử dụng luôn á, mới mua luôn. Đó, tay mi còn rất là đẹp ha. Một cây X5. Dàn máy đánh này là gồm một con Ori X5 ha. Một con men này khoảng 6 mấy sò hay 60 sò gì đó. Một men, một dàn máy. Dàn máy này bán giá là 17 triệu đồng thôi, bán 17 triệu đồng thôi. Giá rất là hợp lý nha. Hợp lý anh em sử dụng nè. Đó. Dàn máy, một cặp súp, một cặp full, một con vang X5 đầy đủ hết. 17 triệu đồng, dây tín hiệu luôn, quá trời rẻ luôn. Có dàn nhạc này là anh em lấy cái Tết này là bảo đảm là đủ vốn. Đủ vốn là chắc cú nha anh em ha. Đó. Chắc cú là đủ vốn. Thiết bị âm thanh thì còn rất là nhiều bên kia, nó mình quay sơ lược cho anh em thôi, chứ bây giờ mình cũng không còn bán lẻ được nữa, nên có Bách Thái nè. Anh em có qua Tết có mua thì nhắn tin giùm em, hay là cộng tới thì 300B gin 100% ha. Đầy đủ lo hết, còn em dẹp trong kho, đồ trong kho thì em dẹp hết rồi. Mixer nó quay cho anh em. Tết qua mình có cần gì thì alo giùm em, mấy con này là em không vệ sinh luôn nha. Con Bininger 12 lai nè, Bininger 12 lai Eco còn đầy đủ. Và em có gáp cái dàn lo kéo anh em ha. Đó, cái dàn lo kéo cấu hình như thế này. Toàn bộ là bát mới, chép mới, vỏ mới, chỉ có con men là men cũ ha. Một con men cũ như thế này, MT24X. Một con vang mới nè. Đó, một con vang này là vang mới nha. Một con Miro mới, Miro Sure 30. Đó. Toàn bộ mới hết, chép mới, bát mới, vỏ mới hết, chỉ có con men là cũ. Đó, cấu hình này thì em đang ba ra bán cho anh em giá là 10 triệu đồng ha. Còn bộ dây nhợ đầy đủ hết cho anh em, một cái lo kéo về chơi Tết giá là 10 triệu đồng ha. 10 triệu đồng quá hợp lý luôn. Rồi vỏ súp, vỏ súp và vỏ full. Vỏ súp, vỏ full thì còn rất là nhiều. Súp full ha, dàn máy bên đây, dàn máy bên đây nha. Đầu thì về có tủ máy anh em, mang quản lý nguồn, vang số, vang cơ, nén tiếng, main ba kinh đồ tùm lum hết. Nói chung là cái này thì mình qua Tết mình xử lý anh em ha. Qua Tết mình sẽ gã bán cái này. Đó, đồ thì còn rất là nhiều. Anh em mua nào alo em ha. Main ba kinh nè, đó. Main hai kinh nè, đó. Rất là nhiều món đồ anh em ha. Qua Tết mình sẽ thanh lý tiếp, mình tháo thanh lý cho anh em ha. Main 7 nha. Rồi em có tháo ra rồi, tháo đồ lung tung hết, X3 đồ vang còn nhiều lắm nha. Thiết bị âm thanh bên tủ bên này. Vỏ súp, vỏ phi thiền, vỏ súp 40, súp 40 nè.
Võ Phi Thiền, anh em cần gáp cái vàng Phi Thiền à. Gáp cái vàng Phi Thiền à, đầy đủ đồ chơi hết thì giá đâu đó tầm khoảng 28 29 triệu nha anh em ha. 28 29 triệu có cái vàng nhạc. Còn anh em muốn lên cái vàng Array thì đây, em có chỗ Array đầy đủ cho anh em luôn. Lên một cái vàng Array 40 thì cấu hình nó tầm 30 triệu, hai con men, vang số, mixer, quản lý nguồn, micro đầy đủ hết. Rồi anh em thích chơi dòng loa đồng trục, đó, loa đồng trục thì đây. Dòng loa đồng trục thì em có về được một cặp luôn nè, đó. Một cặp DMX nữa nè, đó, một cặp DMX bass 30 nha anh em ha. DMX. DMX nè ha. Đó. NX 12. Lo 7. Thì em chỉ quay sơ lược cái cấu hình như thế này. À, thì cũng là ngày 25 Tết rồi nên mình cũng không có đi giao được, nên mình cũng không cần quay nhiều anh em ha. Quay lên cho anh em biết là mình hôm nay là mình ngưng nghỉ Tết anh em. Đó, anh em có mua món nào thì cứ alo số màn hình giùm em. Đó, mua cái dàn nhạc. Em có nhận đi giao luôn nha anh em ha. Có nhận đi giao luôn, có gáp và có đi giao trong vòng miền Tây nha mình nha. Thì miền Tây thì em còn đi giao được, ngày nào anh em điện là em có thể giao được nha. Đó. Đầy đủ đồ hết, lo vỏ mới, bát mới. Rồi, cuối video thì cho em xin nút like, đăng ký. Cảm ơn anh em ủng hộ kênh em trong thời gian vừa qua ha. Chúc anh em có một mùa xuân tràn đầy hạnh phúc nha.